Thôi ok nè, ok tiếp nè. Bữa nào chị về á, chị cầm về cho. Còn có cái con ai mua 38 rồi còn 38, 39 rồi còn. Ok em. Tiếp. Vậy có gì em đưa tiền Hậu đi. Chắc chủ nhật, nói với Hậu là chủ nhật chị hẹn nó ở ga Phù Sinh, đưa tiền cho nó là được. Chị cầm về cho. Dạ. Rồi chị nào lấy nữa nói em nha chị. Rồi ok em, chị nào lấy nữa nói em nha. Trời ơi, có một đôi này 42 luôn mà không bà nào lấy luôn, không ông nào lấy giùm em cái thiệt luôn á. Lý hiếm lắm á, còn đôi 42 hiếm. Bình thường em bóc 41 quá trời, giờ mấy cháu muốn mua 41 chục đôi cũng có nữa. Ờ 42 quá trời quá đất luôn, 42 quá trời quá đất luôn. Ừ. Chị em nào mua nói em nha. Chị em nằm người nói em trời, sữa tắm ngoài sân 24 giờ chắc em chết luôn. Vậy em bán con chai, cái gì sữa tắm không có, nhắc đây cho hỏi luôn nha. Có sữa tắm London nè, sữa tắm London này nó rất là thơm luôn, thơm mùi nước hoa nha. Rồi chị em nào mua sữa tắm London nói em nha, còn 4 chai hết rồi, 1 chai 400ml, 1 chai 800ml. 1 chai 800ml em bảo đảm mấy chén mua chai nước, mua chai sữa tắm này về khỏi cần xài nước hoa. Nó thơm đã đời lắm luôn. Nó thơm cực kỳ luôn. Ai mua sữa tắm này về nói em.